完就带动你钱来。追究判了这两款的价格一出来以后呢，咱们以这个县银行，你看到以后，你身边要是有这样的资源，特别是农村的资源，有这样的房子卖不出去了，就是我们的第一步，商机就来到这个地方。你看，我们今天来的都是我们企业的股东。我是河北济达建筑公司，我支持314159易货。张家口小杰商贸有限公司支持314159美金易货。山东天泰文化传播有限公司支持314159美金易货。深圳市广元贸易有限公司支持314159美金。工防棉布窗帘城支持314159美金货。化工棉全力支持一派342459美金。现在谁愿意一派统一314159美金价格的货？我们智波服饰店支持314159美元一货。北京鸿龙建筑工程有限公司支持314159。同心严整管，坚决支持快递314159易货。我们支持314159美元易货。我们支持314159美元易货。我们支持314159美元易货。我们支持314159美元易货。森迈美容支持魅派赋能，支持314159易货。我们支持314159美元易货。魅派赋能，我们在路上，精彩继续，敬请期待。159美金，我们支持魅派等于314159美金易货。我们支持314159美金易货。我们支持魅派等于314159美金易货。现在我愿意以魅派等于314159美金的价格易货。沁园石杂店支持314159美金易货。我们支持魅派314159美金易货。我们支持314159美金易货。我们四川成都贝贝家儿童健康管理中心支持314159美金。我们文喜县美丽优选生活馆支持314159美金。我们内江张光一零一氧化馆支持314159美金。还有没？益山区夜月美容媒体服务店支持314159美元。廊坊市广阳区爱民东道石福釉厂玉器经销部支持派支付。大家好，我是辽宁朝阳红人树林，支持314159。香港美容会馆支持一派等于314159美元。江苏省南通市如皋市之宏雅服装经营部支持314159美金易货。公司的招牌。滨州市滨城区学勇保健按摩店支持一派314159美金。美意美容美发魅派赋能支持314159易货。魅派赋能，我们在路上，精彩继续，敬请期待。支持一派314159易货。我是河北济达建筑公司，我支持314159易货。张家口小杰商贸有限公司支持一派314159美金一盒。山东天泰文化传播有限公司支持一派314159美金一盒。深圳市广元贸易有限公司支持一派314159美金。工防棉布窗帘城支持一派314159美金一盒。化工棉全力支持一派342149美金。现在。
我们直播服饰店支持314159美元一伙。北京红龙建筑工程有限公司支持314159。同行严整管，坚决支持快递314159易货。我们支持314159美元易货。我们支持314159美元易货。我们支持314159美元易货。我们支持314159美元易货。思迈美容支持魏派夫人，支持314159易货。我们支持314159美元易货。魏派赋能，我们在路上，精彩继续，敬请期待。快递一车，我们快递剩下一车，开始了啊！这是我们合肥的第一辆红旗一五轿车，开 M 五，开 M 五。各位派友，大家好！大家还记得在早期我们云南派友之家生态城做过一期活动，就这款车，保时捷 Macan。这款车的话呢，我们一共有六种颜色，到时候大家可以线下啊再来选颜色。我们店里面呢，保时捷的各种车型、各种配置、不同的颜色应有尽有。在开启交易的时候呢，大家都去派行商城去提前预定。今天给大家展示一下我们的4S店的所有的车型，在线上给大家做一个参观。Terima kasih kepada Bapak Kapolri beserta seluruh jajaran pejabat utama Kepolisian Negara Republik Indonesia dan undangan serta Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya serta para tokoh agama, kami persilakan untuk meninggalkan tempat acara. Bikin informasi. Anak yang manis, anak yang manis, jangan lagi cinta.
Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wayo ne kwan zarta, kwan zarta, kwan zarta. Gashi nan jama'a suna ta ɗeban nasu. Ga munan na ana ta da hadan file a cikin garin Bauchi, a nan Wunti, a bayan gymnasium, wurin gidan mai anguwa. Kwan zarta ku zo ga mai rabo ya zo ya maza maza ya karɓa kafin nan ya ƙare. Yawwa, za ta da alebu ku zo. Ga ta nan mun fara cikin yardan Allah. Yawwa, Allah ya taimaka. Ne, kai su fushi menen. 메인의 잔액 미드복인데요. 락업으로 물린 물량 말고 매일 채굴되는 물량들은 메인넷으로 네. 이동이 가능하다. 락업을 안 걸렸으니까 만약 상장이 된다라고 하면 자유롭게 거래할 그렇죠. 수 있는 해당 부분이 물량이다. 거래소로 이동할 수가 있게 되겠죠. 예. 네. 이런 부분들을 또 같이 확인을 한다라고 했을 때 굉장히 좀 많이 아쉬운 느낌이 들어요. 이 정도로 플랫폼을 만들고 생태계를 만들었다라고 한다면 정말 네. 이 좀 재단 차원에서 어떤 그 진정성 있는 비즈니스를 진행했다 했을 때 뭐 대형 거래소 Sáng nay tại nhà Quốc hội, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội phối hợp với Hiệp hội Blockchain Việt Nam tổ chức hội thảo quốc tế với chủ đề Kinh nghiệm quốc tế về phát triển công nghệ chuỗi khối và khuyến nghị cho Việt Nam. Hàng loạt các vấn đề nóng liên quan đến ứng dụng công nghệ như tài sản mã hóa, tiền kỹ thuật số đã được đề cập. Công nghệ chuỗi khối hay blockchain là công nghệ lưu trữ với tính năng sổ cái phân tán. Mọi bản ghi trong sổ cái này đều được bảo mật bằng các quy tắc mật mã, giúp thông tin được an toàn và không bị giả mạo, đảm bảo tính bảo mật và quyền riêng tư của các giao dịch trực tuyến. Nhiều quốc gia trên thế giới đã nhận ra tiềm năng của công nghệ blockchain và áp dụng vào các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, vận tải, y tế, giáo dục. Vì tiền kỹ thuật số là ứng dụng được biết đến nhiều nhất của blockchain, nên một số nhà lập pháp Hoa Kỳ nhìn nhận blockchain với thái độ thận trọng. Tuy nhiên, nhìn chung, các quy định tại Mỹ khá rộng mở với tài sản kỹ thuật số, với mục tiêu tận dụng tốt nhất lợi ích mà công nghệ có thể mang lại cho xã hội. Một trong các nguyên tắc rất quan trọng tại Thụy Sĩ là đảm bảo các khuôn khổ pháp lý không cản trở hoạt động đổi mới công nghệ và cần phải thân thiện với hoạt động đổi mới công nghệ. Điều này giúp cho Thụy Sĩ có được một hệ sinh thái blockchain rất năng động như hiện nay. Trước làn sóng bùng nổ của công nghệ toàn cầu, thị trường blockchain Việt Nam dự báo tiếp tục phát triển tích cực. Tuy nhiên, sân chơi lớn này cần có sự định hướng và dẫn dắt kịp thời. Khi công nghệ blockchain nó phá vỡ rất là nhiều thứ, mỗi ngành là một khác, thế nên là đối với từng ngành một thì chúng ta cũng cần phải chú ý rất là kỹ, ngâm cứu thật kỹ thì mới có thể áp dụng được. Chúng ta không có một cái chính sách chung, một cái pháp lý chung của blockchain cho tất cả các ngành được. Đối với các cái công nghệ mới như blockchain thì các nước trên thế giới cũng như các tổ chức họ đều start từ những cái dự án rất nhỏ họ thử nghiệm, thì chúng ta cũng cần có một cái giai đoạn thử nghiệm làm sao để mình đánh giá được cái công nghệ đấy. Để tạo cơ sở pháp lý ứng dụng hiệu quả công nghệ này cần bắt đầu từ tiếp nhận thông tin, xây dựng nhận thức đúng đắn. Chúng tôi sẽ tiếp tục là cung cấp cho các đại biểu quốc hội những thông tin liên quan đến vấn đề này. Như vậy thì đại biểu quốc hội nói riêng và người dân chúng ta cũng như là các cơ quan quản lý có đầy đủ, có thêm thông tin để mà có thể đưa được những cái quyết sách trong thời gian tới. Quan trọng nhất là chúng ta hiểu được cách vận hành của cái mới và chúng ta nắm được cái đó và theo một cái tinh thần tức là tạo điều kiện để phát triển, miễn là cái việc đó nó có ích cho đất nước, cho người dân và nó không vi phạm những cái điều mà chúng ta cấm. Thông tin thảo luận tại hội thảo cũng sẽ là cơ sở để Ủy ban Đối ngoại tham mưu cho Quốc hội về các chính sách kinh tế đối ngoại, kinh tế số.